Nhà của ông nội à, đây Kim Ngân nè, tới nhà của ông Cốc rồi. Chào đi con, hai đứa chào luôn đó. À, ngồi nhà đâu rồi Ngân, đâu rồi, mở cửa ra con. À, cả nhà mình ơi, à, đây là ngôi nhà ngày xưa mình trước khi bà Năm ơi, à, hàng xóm ngày xưa, à, trước khi mình ra mở quán Nhi Ôn Môn, à, thì
Đây là một cái ngôi nhà mình để lại cho đứa em chồng. Đây, rồi hôm nay thì đám giỗ của ông già chồng, cả gia đình đi về để cúng nha. Rồi đào bánh đâu con? Rồi hai đứa chào nè. Rồi xuống đi con, xuống. Đây đây, chưa chưa. Rồi con xách giỏ sách nha. Rồi tiền có đút nha không cấp không con? Đây đốt đi xá đi con. Rồi tiền đốt đi cho chị Ngân cắm nha. Rồi con lại Kim Ngân đâu? Kim Ngân vô đốt ngang không cấp nè con. Kim Ngân cây đi con. Đúng rồi, cho em cây đi. Rồi Ngân cầm nè. Rồi xá đi nha con. Hôm nay là ông Cốc, ông Vỗ ông Cốc. Rồi nhờ chị Ngân cắm hai đứa đi, cắm lên. Đây đây anh năm cây đi. Rồi rồi xá đi tiền với Ngân hai đứa xá nè, cầm chắc tay để xá nè tiền. Ngân hai tay Nam Mô Di Phật. À em có bắt hai tài ha. Tụi con bắt hai tài bữa nay đâu có ra đứa nào hả? À đây giờ bắt hai tài cho nhìn thấy quen quá rồi ta. Rồi vậy à, đây để giới thiệu cho cái kênh của Bếp Mái Nhi. Đây là đây giờ sát vô con cho bà giới thiệu. Đây là anh ruột của ông xã đó. Anh Năm giới thiệu đi cho con biết. Rồi rồi đây thì mấy đây là bà con của con của bác hai tài. Con bác chín ngon quá trời ngon nghe. Cái vụ vô đây có cái vụ bánh in này nè Ngọc Tiền với Kim Ngân thích cái nào? Hai đứa con thích bánh in hay là bánh bông lan? Bánh bông lan, ông nội lấy bánh bông lan. Bác Tư bông lan. À rồi rồi thôi bây giờ nãy giờ con hơi đói bụng thì xin ăn cái bánh nha. Nâng cái bánh chắc là xin ly nước nữa anh Năm, cho ly nước anh Năm. Dạ hả? Bữa anh ở Sài Gòn hả? 4 tháng rồi nó bắt đi lần khám mà khám tái khám lại. Nhật à, bữa nay mặn cái gì cúng rồi. Thôi bây giờ đi tài ơi, đi đi lại làm sao? Đi lại phía sau đi Ngân ơi, đi tiền ơi, đi lại phía sau coi. Trời đất ơi, xuống rồi nào. Ôi quá trời rồi, người đẹp không à ông ơi. Hôm nay tôi đang quay phim nha. Bắt tay với coi. Đó, chị Tư ngồi vậy coi, bà mệt hả gì? Mệt hả? Quải hả? Đó, đây là chị Thiện, bà con cô ruột của ông xã. Còn đây là bà chị dâu, chị em bạn dâu, chị Tư. Còn chị này là ai vậy? Bà con với chú. À, con bác Hai Tài hả? À, cháu bác Hai Tài. Rồi, đây là con của ông anh thứ tư. Rồi, chị Hai kìa, cô Hai kìa. Đây này là bà chị chồng nha, chị ruột của anh Năm nha. Đó, cậy đi về quê đám giỗ ba thì giờ mình phải giới thiệu cho mọi người biết nha. Để hai chào cái đi hai. Rồi đó, bà chị Hai này chỉ coi YouTube của ông Bếp Mái Nhi tối ngày nè. Rồi đi lại sao đây Ngân? Con đi lại sao đây con? Ngân lại sao coi tiếp mà làm đi. Ôi quá rồi à. Quá rồi, bây giờ sự thật mà nói kín mít rồi. Bây giờ đang là bị khói mắt rồi. Đây Ngân ơi, vô tiếp làm với mấy cô, mấy dì, mấy bác với con. Ngân à, nè, quá trời ngon rồi. Con sắp xếp ra đây. Cái này thấy không, thấy rõ không, Tài? Quá trời rồi.
À, bây giờ à, sự thật mà nói đó, mình đi về quê á, cúng ông bà bên à, bên mẹ ruột cũng vậy, bên chồng cũng vậy, thì chỉ có là đi vô trễ trễ để ăn thôi nha, chứ còn khéo là trong quê này khéo lắm nè. Đó, trong quê rất là khéo. Cái này á là bánh hỏi kim tiền ở làm nhà không đó cả nhà. Cái này chắc lẩu quá, chắc món lẩu khói quá chị và em. Đâu coi coi phát tài ơi, vụ gì đây, gì đây, mấy người đẹp làm khéo gì đây. Trời ơi, cái này làm mực đó hả? Đó, vậy là mực sa tế luôn. Chán à, Mai à, cái này nữa múc lên đây hả Mai? Mực nè, múc vô phải không? Gì mới múc vô à? À, múc cúng nè, đây 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 Tài. Đây, đó là gà mực xào cúng đó ha. Quá ngon nha. Năm nay là Phong nó nói với Tính, nó nói là khỏi có mua gì trơn á, mua bánh rồi được rồi. Đem bánh với đem nước ngọt. Rồi thôi bây giờ mình đi ra ngoài coi cái gì mà khói dữ đây. Ăn 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 tiếp bà mượn miếng đi con. À, hôm nay đưa Ngân đi về. Ngân là cháu bên mình nha. À, cháu bên mình, còn ở đây là bên chồng. Thành ra là cháu mình cũng không có. Chị Tư. À, đây quay bà Tư coi. Đây là bà vậy đó, hai Tư. Đây là má ruột của Mai, là chị em bạn dâu với mình. À, đây là ở cầu tắt cà đi. Không phải, cái đó cháu nội. Ơ ừ, trời ơi mà con. Ơi à, mới có mười mấy tuổi à bà ơi, mới có 15 tuổi hả? À. Dạ, đâu đi ra đây coi coi cái gì đây. Đang luộc ốc. Luộc ốc hả? Đưa đây cho mượn cho quạt coi. Bây giờ là cái luộc ốc này mà khói ở trong chổng bà chịu không nổi đâu phải không? Đâu Ngân ra dở lên coi luộc ốc gì vậy con. Thấy không? Thầy ơi, để em, để em quạt chứ trong bếp quá khói rồi. Đây, đây, nóng không? Ồ, đây nè, Tài bước vô. Đó, một nồi ốc, ốc này hấp tiêu hả vậy? À, bỏ miếng tiêu nữa đi. Đó, quá ngon luôn. Ừ, vậy đó, đúng rồi, mai mốt ăn mà ta hấp ốc rồi để người ta bán mà. Ừ, bác Tài đi ra giường đây, bác Tài ơi. Rồi hai bà cháu đi ra thầy coi. Đó là gần ngày xưa là bà Mừ ở đây nè. Bà Mừ ở ngay cái ngôi nhà này. Rồi miếng vườn ngoài này là hằng ngày bà Mừ đi ra đây nè. Giờ bà Mừ để lại cho chú Út là em chồng của bà Mừ. Đó, bà Mừ thấy ở ngoài này con biết có gì không? Bưởi nè. Rồi bà Mừ phát hiện ra là bông súng. Nói nghe nè. Bữa đâu con chín không? Chưa, chút xíu đây con, chút xíu đi. Ra bà Mừ thích bung súng rồi, bà ngoại nội thích bung súng nè. Đó, cái vườn bung súng kìa Phá Tài ơi. Rồi bữa đó bây giờ mình phải lựa, mình phải chọn. Phá Tài thấy bung súng chưa? Trái bữa này không chừng chín nè. Trái bữa kia nãy đâu có chín đâu. Nè, rồi con đưa vô bung súng kìa. Súng dưới đó đã phải không? Đúng rồi. Đó, bây giờ trái bữa này chín nè. Bà nội đem vô nha. Nè, nha. Chín không? Bà nội nghĩ là nó già. Đó, con ôm vô đi chút xíu mình gọt nha. À, bà nội phát hiện qua ra ngày xưa là có một cái gì bác Tài thấy chưa? Được, được, không sao, không sao. Hầm cá cha. À, được, cái hầm cá cha là hồi xưa là đi cầu là đi như vậy đó. Ở quê bây giờ em chồng mình nó còn giữ lại cái đặc sản miền Tây. Cái truyền thống của đồng quê. Của người miền Tây. Ôi rồi, ra đây mà gặp rồi, gặp rồi, thích lắm. Hai bà cháu thích sen nè, rồi thích bung súng nè, đâu. Nè, nè, con dựa vô đây, con ngồi đây đi, để cho. Phá Tài có biết là cái miếng đất này của ai chưa? Để coi bà nội nhớ coi miếng đất này của ai không phải. Đất ở ngoài kia mới là của mình. Rồi đi đi, mình ra ngoài mình còn một miếng vườn ở trong này nha. Nữa cho Phá Tài có vợ ra riêng. Phá Tài đi lui đi con. Phá Tài có vợ ra riêng ở đây thì mình còn một miếng vườn, một miếng ruộng. Miếng ruộng thì nếu mà tính ra là 8 công.
7 công rưỡi 8 công gì đó nghe, ở ngoài này. Có thể là quận về đó thầy. Ừ, phá rồi, chốt phá rồi đó, miếng vườn này nè. Đúng rồi. Miếng đất này là của mình đây, của bếp Má Nhi đây. Nhưng mà bây giờ không có ở nữa, thành ra là bỏ, không có trồng được gì hết. Cho em chồng đang trồng dừa. Rồi, thôi bây giờ phía tuốt đằng sau là ruộng nha. Mình còn 7 công ruộng cho mấy đứa cháu nó làm. Đó, cù nèo kìa. Cù nèo nó nấu canh chua được đó ta. Rồi bây giờ mình coi trái bự nào ngon mình bẻ một trái nữa nè. Hả? Cái này già không? Chắc cũng được rồi đó. Rồi, rồi đây bẻ trái này nữa nè. À, con bẻ đi, bà mười cầm cho rồi, được. Cái đó nó vàng rồi đó. Rồi, hai bà cháu được hai trái bự rồi. Con nhớ qua quay cây cầu cá nha. Chúc bà nội vô ngồi luôn. Vô ngồi luôn hả? Vô ngồi luôn. Đó là mới gọi là về miền Tây đó. Đường đi chắc chở quá. Miền Tây quê tôi, ai về, ai nhớ, ai thương. Đó, bưởi. Đó, cây bưởi này trái nhiều hả thầy? Có cây dừa lửa nè. Ừ, dừa lửa nhưng mà trái không ngon. Đây. 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 Coi có con cá không? Thôi, xưa đó. Cây này nó không nằm đây mà nó nằm bên kia. Ông nội của con á, mới có 14 tuổi thôi. Ông nội té bị đứt như chân cái đây nè. Chút xíu bà nội đưa cho con coi cái thẹo của ông nội. Là đi ngồi trong cây cầu vậy đó. Cái bốn bên là ton. Ông nội té ngang vậy nè. Cái bắt đầu cắt một cái đường thẹo dài vậy nè. Đó là kỷ niệm đó. Từ chỗ đó mà bà nội thương ông nội á. Cái đó là cấp đó chưa cứ bà nội nha. Ừ, nội còn nhỏ. Rồi, chỉ có hai trái chín thôi. Ừ, rồi. Ừ, quay vô cái nồi ốc tiếp tục. Đó. Cái này ủ mắm hay gì nào Tài? Cái này là chắc thím Út ủ mắm đó. Ừ, ở quê thì ủ mắm đậy đậy kiểu vậy đó. Ừ. Rồi giờ dở cái nồi cái coi. Đâu kim bé Ngân dở cái đưa bà nội cái đưa bà Mười cái này. Đó, giờ xóc cái coi. Tại vì ở quê nấu ốc là phải xóc. Biết xóc không? Xóc qua đưa tôi. Mạnh lên. Xóc vừa vừa để nước văng. Rồi, quá dữ luôn đó. Con ốc nó xóc như vậy là ở dưới này con ốc này nó chín rồi nè. Quá rồi. Quá ngon rồi, đó. Mình sắp như vậy nó sẽ văng cái mài ra. Quá à. Cái này ha, nếu mà nấu bỏ lá ổi vô nữa mới tuyệt vời. Có lỗi vậy hả? Tao cầm coi cho bếp Má Nhi lắc cái coi cho tuyệt vời coi. Tao lắc là phải đẹp, phải duyên dáng đồ. Nêm luôn, cho muối luôn. Nha. Đó, tao lắc vậy ra nè. Đó. Qua đầu muối đâu? Muối rồi nem đi nhẹ thôi chấm luôn cho nó keo luôn rồi rồi thôi tiêu ngăn qua đây con có cái cây không có cái cây cây ghim cây ghim bây giờ nè con cầm đi bà Mười sẽ bẻ con dừa cầm đi đứng đó đi dừa tươi hả dừa tươi á thì Không, cái dừa này nó mới sập nè con. Bà. Đây nè Ngân. Đó, cho con một cây ghim. Con phải đổ ra cái nắp đi. Đó, rồi. Ô, đầu bếp đang quay phim. Chị Ba mới tới. Ra đây coi, quay phim ra đây coi. Món này của cha Ngân. Bé Ngân. Chị ra đây coi. Chị ra đây giới thiệu cho mà khán giả bếp Má Nhi biết coi chị bước ra đây. Đây là
À, cả nhà mình ơi, đây là chị chồng thứ ba, tất nhiên là chị ruột của ông xã nha. Đây là em dâu. Ừ, rồi bây giờ nè chị ăn một con ốc đi. Ừ, rồi đó. Rồi Ngân thì thử đi. Con mà nhỏ nhỏ thôi. Ừ, ăn con. Đây. Chín rồi, chín rồi. Đây. Món gì đây? Món gì ốc? Ốc này món gì? Trời, trong trong bếp là bắt đầu trong nồi là nấm lắm nghe nha. Quý chị ơi, nấm. Đây. Ồ, quá trời rồi. Quá trời ngon. Quá trời ngon luôn, ốc mập lù luôn. Ốc này mới bắt luôn hả em? Gọng 2 ngày rồi. Gọng 2 ngày rồi, đây nha, cái muối tiêu nha, đây. Hai chị ba, hai chị ba cùng 1, 2, 3. Ốc này là ốc luộc lá ổi, rất là ngon, vừa đơn giản mà vừa ngon. Ngày xưa mà mình còn nhỏ nhỏ mình cầm cái vỏ sách ra, vỏ sách đẹp. Cái vỏ sách đẹp cái bắt đầu đi ra lụm ốc, ốc lát á. Cái bắt đầu đi vô là chỉ bỏ vô, không bỏ nước, rửa sạch sẽ, bỏ vô nồi. Lấy lá ổi bỏ vô, bỏ miếng muối. Rồi. Lâu lắm rồi mới được ăn ốc luộc lá ổi. Quá chừng ở miền Tây ăn mà hay ngửi là có cái mùi thơm, mùi thơm của lá ổi á. Nhậu lòng số 1. Ừ, rồi rồi. Ừ. Quá trời ngon. Giờ tới bà Mười cầm con ăn lên. Để. Ừ. Nè, lấy con đi. Con chở đầu lại nè. Đúng rồi, chín rồi. Nấm thổi. Giờ thổi về ăn, mấy ngồi chị ba ăn con nữa đi. Thôi, con được rồi. Nóng quá. Con làm sao mà ra được cái đít nó luôn, nó mới ngon nè. Từ từ, từ từ. Rồi. Rồi, cởi đi. Rồi, chấm. Dục đưa đây. Ôi rồi cái này. Ô, ngon quá, hút cái này nè, thổi thổi hút cái coi. Nóng nha. Thổi thổi hút cái coi. Ôi quá tuyệt vời rồi, được rồi, vô đây đây, trả hai trái bưởi đây, trả đây. Ô gà gà kìa tay ơi, gà gà tay ơi, đâu gà bưởi nhà của Phong nè. Ôi quá trời gà đẹp rồi, bước tới một chút coi con gà đẹp quá kìa đây. Ừ, chụp dưới con gà thôi. Ừ, rồi đó. À, cái bá Tài muốn ăn phải không? Trái ngoài á con, trái ngoài. Ô đó đó đúng rồi. À, trái kế nó cũng ngon nữa. Cho bà Mượn trái với. Nực rồi. À, nãy giờ đi ra ngoài vườn nhiều nực rồi. Chắc phải. Rồi cho Caramel trái nữa đi. Chị ăn trước không chị? Không. Nè hả? Hai bộ khoái dẫm làm sao mà lấy ngồi chơi dẫm. Năm nay chị nhiêu tuổi rồi? À, trời ơi. Đây, gọi ngay bà coi 81 tuổi nè. Đâu chị chào giùm em coi 81 tuổi. Ừ, đúng rồi. 81 tuổi quá khỏe. Mồ hôi quá trời rồi, dưỡng 7 ơi. Khóc lóc gì. Rồi. À, làm đồ ăn chút xíu bếp mấy Nhi thưởng thức nha, chấm điểm nha. Gà đâu mà con. Được. Bà Trang mua bánh cúng được phải không? Trái cây. Đây là con trai mà dưới dâu vô mua bánh trái cây. Đây, Trần Trung Tính, con của biết mấy gì. À, bữa nay là con đi vô đám gì và con nấu cho. Ngày đi đám cúng cơm của ông nội. Đây con gái đây, Kim Ngân đây. Con của ai? Con của Ba Tính. Con của Ba Tính đây. Hả? Là Trần Phát Tài, là con của Trần Trung Tính luôn, cháu nội của Biết Má Nhi. Còn Ngọc Tiền là cháu ngoại nè. Hello, chào ông bà chú Bắc đi. Ra một câu vọng cổ. À, chỉ một phút thôi. Ok, nghe đi nhóm.
Nội ơi, nội ơi. Một chiếc xà lan chở cát đi. Đây là dòng sông Ô Môn, Ô Môn Thái Lai. À, quá trời đẹp luôn. Là nước lung linh du mình trong nắng mới. Xuân đến xuân đi mấy mùa chờ đợi. Thời gian ơi chờ nỗi u. Thôi được rồi tài ơi. Đây, vô, rồi. Cái đó đi. Rồi. Chưa có rượu, chưa có rượu. Chưa có rượu. Bây giờ mình đi vô mình à. Bây giờ mình đi vô mình chặt dừa à. Đúng rồi, đưa mà nấu uống. À, giờ trang kiếm cho cái dao chặt hai cái dừa mà con. Rồi. Đây mình lấy dừa cho chặt dừa mình uống nha. Đâu có cái dừa mình chặt dừa chặt cây dừa nha. Đâu có chứ dừa bự đâu có dừa. Dừa khô hay gì vậy? Trái dừa bự nó cũng xuống cái cây dừa nhỏ. Cái đâu chứ dừa đâu ở đâu vậy? Ngâm ngâm chặt cho bà đi con. À ngâm không chặt dừa hả? À để bà mà. Có dao rồi hả? Có dao rồi. Dừa non lấy uống hút dạ thôi không uống hút nha mình bị uống uống dừa là phải uống vậy đó uống hút bằng được dắt bán quán chặt thời hết nữa cái dừa này rồi lấy nước cái này ra là uống được đây. Nè, có tay cho bà nội uống nè. Nước văng vô nè nha, bà nội uống hết cái dừa luôn nè nha. Ngày xưa ha, 15 tuổi, 14 tuổi là bà sẽ đeo, đứng lên đi. Bà sẽ đeo cái dừa xuống mà chặt lại gốc củ nè, con coi nè. Nói chứ còn tiếc. Cứ đại gì đi nữa bây giờ. Hai bà chết. Đại cái con. Mấy người. Đây nè, bây giờ là cái này là cô úa, cô úa nghe cô chậm nha, đó đây là cái này là thiếp năm ổng quay không, cái này có đi mà cái gì không mà nó đen quá, mấy năm rồi, mấy năm rồi, thì đó nè, rồi bây giờ là cái nó bé rồi nãy giờ chưa, bé cái này làm gì bé? Mai hả? Em mai hả? Chị có biết bỏ lên đen coi bạn chỗ bà Nhi bá, bác con gì nấu ngang ngang gì chứ con gì này? Ngao chim mô, ngao chim mô. Rất dễ. Rồi bây giờ ăn hạt đu à? Ăn hạt đu rồi. Ngăn vô ăn miếng đi ba, bánh chuối đi ba. Bánh chuối đó. Không có chuối ăn cái khác ai? Ở kể đi mấy con nào? Cái này phải không? Chị nghe, thấy cái này ta cầm cái đầu rồi cho ta. Rồi, chặt luôn con. Để lỗ lộn, lỗ lộn. Đây, ăn gì đây? Chị chồng. 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 Chị chồng
rồi bây giờ lần trước ăn là bà Tổng ơi, để nữa tôi kêu ông Tổng gửi tiền cho ông Tổng. Kim tiền bánh hỏi nè đó, để gấp cho cô hai chiếc này. Ủa cái đó này đâu có cần bắt bíp à? Bắt bíp không? Đi là thôi ha, không em không muốn nước vô cái tôm đó à. Rồi đừng múc à, bơ bắt chứ. Phải bắt cho nóng chứ. Cho vô cái nước đi. Rồi em cho nước vô đi rồi. Đổ hấp vô đổ nguyên tô luôn. Nhiều lắm chị. Hấp đi. Hấp luôn hả? Ừ, nó mới chín rồi. Trời ơi em đục rồi, em đục chín rồi. Em đập sẵn chứ chị. Trời ơi ở trong này chứ toàn là phụ nữ giỏi không á, mình tưởng đâu là mình giỏi nha. Rồi bây giờ vậy em cho biết nha. Đó, cái này là phải bắt bếp lên nữa. Rồi ngăn đi con. Rồi mấy chị em dùng nha. Đây tới mình nè. Mời cả nhà mình dùng thịt lụi kim tiền với bánh hỏi nha. Đây review cái cho nó ngon miệng coi. Nói chung là hồi đó giờ ăn ở Quán Nhi không, mà bây giờ là mình đi về quê, những cái đầu bếp quê nấu đây nhưng mà rất đậm chất nha. Đây ngon quá, bánh trần ngon luôn. Thật chất cái tiền này ai dạ, ai làm hả? Chị phải không? Chị Ba không? Chị Ba có vợ không á? À, chứ đây là cũng một cái thợ nấu dỗ dữ lắm luôn nè. Mỗi lần mà ở nhà mình đám dỗ của ông nội mình thì ông ngoại chồng của chị Thiện này thì biết thích cái gì không? Bánh tay chay. Rồi thủy đó, bánh bò ba màu. Rồi mà sao ngon nha. Ở nhà mình mới đám dỗ ông nội sao mình không có làm cái kênh YouTube vậy? Tự nhiên quên mất tiêu. Đúng rồi đó, đám dỗ của ông nội chồng cũng cách đây cũng chưa được nửa tháng 10 ngày vậy nè. Mấy chị chồng đi ra tới cũng đầy đủ món ăn, cũng đặc trưng luôn. Quên. Dạ, xin lỗi ông nội. Ngon quá. Giờ để mấy cô chưa ăn, để mấy cô ăn chút mình qua mình mời. Thôi bây giờ để mình giới thiệu. Trong bàn này thì giống như là đây là chị chồng thứ hai, đây phát tài cô hai là chị chồng thứ hai. Đây là chị chồng mà con của cô ruột của ông xã, đó là chị chồng ghẻ. chị dâu con của người cô thứ hai là của ông xã, có ông cậu ruột. Đây là chị ba, ông xã mình thứ năm, đây là thứ ba. Rồi bây giờ giới thiệu từ từ. Còn bà chị này thì bà con dòng họ, con của bác Hai Tài, dâu bác Hai Tài hay là con gái? Dâu. Dâu của bác Hai Tài cũng bà con dòng họ. Còn đây là chị em bạn dâu với mình đây. Chị Tư mà tên là Liễu, tên rất là đẹp. Ký Liễu đây. Ký Liễu. Ca sĩ Ký Liễu. Rồi đây là tất cả mấy đứa cháu nha. Đây là bé Ngân. Bé Ngân chào mọi người đi con. Dạ chào bà cô chú. Hôm nay về đám dỗ ông với bà Mười. Dạ. Tao đám dỗ sao đâu con nói đầu đuôi coi. Là đám dỗ ông gì của bà Mười. Dạ, ông là cha chồng của bà Mười. Dạ. Tất nhiên là ba ruột của ông Mười. Dạ. Đó, bà Mười nói rồi hơi lận. Rồi. Ngon nha, ăn thêm đi. Món này thì ngon nè. Ngân nhắc cho bà Mười đó. À, con ăn luôn đi. Thôi để từ từ đi. Món này quá ngon luôn. Tuyệt vời luôn. Năm ơi Năm, qua đây chút coi. Qua đây giới thiệu cho khán giả biết Mai Nhi biết hôm nay là ngày gì rồi coi. Bởi 4 năm của mấy đứa nó giới thiệu mới chính xác rồi. Thôi chào khán giả bếp Mai Nhi nha. Hôm nay là ngày kỷ cơm của ông già mình, cũng như là ông già cháu bếp Mai Nhi.
rất đông đó, bà con thấy đó giờ giờ này tới để kỷ niệm ngày giỗ. Về quê đám giỗ ba của anh Năm thì anh Năm phải đồng hành cùng cái cuộc phim này nha. Đi Ngân ơi, đi đi về ở trong nông thôn rất là nắng cả nhà ơi. Mình là bình thường là không có đổ mồ hôi nha. Rồi bây giờ là có anh Năm Thành rồi, tại vì hôm nay là đám giỗ của ba anh Năm Thành nha, cho nên là cuộc phim phải có anh Năm Thành vô đây. Năm Thành ơi, à, rồi cái ly bia của anh Năm Thành đâu rồi? Ừ. Thôi thôi đây, đây nè, cầm giùm thôi, cầm giùm thôi. Rồi đây nè má, má má cầm luôn ly bố được rồi. Rồi Ngân vô đây con, vô đứng kế bên là Ngân, kế bên ông Mười đi rồi. Kế đúng rồi. Rồi bây giờ 1, 2, 3 vô đó. Rồi ông Mười nói gì, ông Mười nói giùm con Mười ơi. À, cho mừng nói cho lớn tiếng coi rồi. Hôm nay là ngày kỷ cơm của ông già mình, có nghĩa là ông già chồng của bếp Mã Nhi đây. Có đông đủ bà con vậy để giới thiệu với khán giả của bếp Mã Nhi. Đây là những anh em ngoài ông Môn vô cũng có, mà xa gần có ở đây và trên kia 5-6 bàn nữa, rất là đông. Ông Môn vô thì bạn của thằng con trai phải không? Bạn con trai Tính. Rồi. Đó, con nuôi, con nuôi. Con quay Tính cái coi. Đó, Tính đẹp trai, còn xem này là cháu ruột của bếp Mã Nhi. Bé này là sao Tính? Bé này là cháu của bà Mư. Cháu của bà Mư. Con của là thằng Điền. Điền, rồi được rồi. Vô coi ha. Rồi. Được rồi, hỏi hoài cháu của ta đẹp hỏi hoài. Rồi đây. Ông chỉ ông ngộn phần hồi chứ không có. Rồi đây là thằng con nuôi từ ngoài ông Môn vô nữa đây. Phục này thì cháu ruột mình. Rồi tất cả đây đều em út hết. Em chào em chồng vô đây. Phong, Phong vô đây chị giới thiệu. Cho chú Phong đứng kế đây đi, con đứng bên. Anh Năm giới thiệu đi anh Năm, con vô. Đây là em út là Trần Kỳ Phong ở cái nhà thờ để dỗ ba mình bữa nay đó nghe. Các bạn ơi. Nhưng mà cái nhà thờ nãy giờ tôi cũng giới thiệu trước đó là mình ở. Hồi xa xưa quá khứ là nhà thờ đó vợ chồng ở, rồi sau khi ra ông Môn em Út nó lo cúng quải ở đây, nhà thờ đây. Rồi vậy thôi uống đi anh. Uống. Ai ca được đâu, để cho Phong nói chuyện đây vô cái kênh của chị dâu. Hôm nay là giao đây. Không có hôm nay là đám giỗ con già thì con em mời mấy anh em. Dạ hôm nay nó có giỗ con già. Anh em với con cháu anh chị rồi lại chung vui cùng tôi. Rồi, rồi, rồi ba vô. 2 3 vô. Thấy cái người nông dân chân chất không? Đám giỗ rồi cùng vui cùng với tôi. Câu đó câu mới là ngon đó. Rồi. Rồi thôi nói chứ cũng đi lên mừng cái bàn khác nha. Rồi mấy đứa uống tiếp tục nha. Rồi thôi vậy là mấy chị em ăn ngon miệng nha. Rồi. Miếng năm ngon quá năm ơi. Bự ra. Rồi đi qua đây bác Tài ơi. Đây. Đây gặp mấy cô cái đi. Rồi. Ngân vô đây con. Hả? Thôi bây giờ gần cuối phim rồi mình cũng xin giới thiệu là một lần nữa đây là những cái vai chánh trong cuộc phim. Đó. Thì về quê vợ chồng ba đám giỗ vợ chồng là vai chánh là chị chồng. Đây là chị chồng chị thứ hai. Đây là chị chồng chị thứ ba. Đó, còn đây là chị chồng mà chị dâu, mà chị dâu này cô cậu ruột với ông xã. Còn đây là cháu mình, cháu ruột hết. Rồi vậy là giới thiệu cho tất cả anh chị em khi mà có coi cái kênh của bếp Mã Nhi thì biết đây là chị chồng mình, gia đình bên chồng. Rồi giờ mình qua mình giới thiệu bên bạn bên con cháu cái nữa, đặng đi ra ngoài bác Tài ơi. Đi ra ngoài bà nội sẽ ra câu giọng cổ. Rồi vậy à, đây là con cháu hết trơn nha. Rồi thôi giờ vô với bữa cái ly nha. Vô với thím Năm một cái đi. Phải theo ông xã là thím Năm. 1, 2, 3 vô. Bà Mười vô nhưng mà con uống với mấy anh em. Bà Mười uống không nổi. Chị vô bắt con cháu uống rồi. Cháu uống cháu nó còn khỏe. Rồi uống hết luôn con. Vậy tôi nhìn tôi nhớ quen. Để thôi tôi đưa đây hai anh em mình uống chung cái đi. Để tôi nhìn thấy quen lắm.
Rồi thôi giờ bà cháu mình đi ra ngoài cái bàn ngoài để bà mười ca câu giọng cổ rồi chào luôn. Nay ca tài tử. Rồi bây giờ đâu rồi? Thằng quân sĩ là say rồi. Nhớ rồi đó. Bây giờ mình đi
đến nhà một bà chị ruột nha. Đó, đây là anh Vệ. Năm chào khán giả giùm em. Chào. Chào khán giả. Rồi đây. Trang nha. À, Tiền, Ngọc Tiền nha. Kim Ngân rồi. Hai đứa Kim Ngân. Ngân lên trên con Ngân à. À, đám giỗ nhà ông và chồng rồi thì bây giờ mình sẽ đi lại gà nhà của chị ruột mình chơi chút nha. Cái đường rất là đẹp anh Nam. Đi lại thăm chị Nam. Ừ. Tới chưa anh Nam? Chưa hả? Túc trước lắm mà. À. Mỗi lần đi về là rất là vui. Ồ, phát tài quay con. Ở nhà này nè con, nhà này nhà anh Nam. Nhà anh Nam đi sao? Ôi ơi. Rồi quay trở ra đi con. Ôi ơi. Đâu rồi, Ngọc Tiền đâu? Bữa nay lại thăm bà Năm nha. À, bà Năm đâu rồi? Bà Năm ơi. Đâu rồi, chị Năm đâu rồi? Ừ. Đây đây, đây rồi. Ừ, bữa nay nằm rồi, giờ nãy giờ nằm nghỉ vậy, ở đây ngồi đây chơi đi. Anh Năm anh đi đám giỗ đặng nè, rồi cái đi đi giờ ngủ đi trời ơi, giờ tao bị chèn bự quá trời ta. Rồi giờ đứng rồi ngồi ngồi đây. Rồi rồi ngồi ngồi đây Ngân nghe Trang đừng ngồi đây ngồi. Ở nước cho nó uống đi. Trời ngồi đi đi chị ngồi đây. Đó, Ngọc Tiền Kim Ngân, Trang nè xích vô. Ngồi đứng giận mà anh Năm ngồi bển cho anh Năm, bắt cái quạt lên Năm. Rồi bắt quạt rồi. Nè hả bà Năm nè, bà Năm nè. Ông dạ Năm. Rồi Ngọc Tiên, Ngọc Tiên đứng dậy. Thưa bà Năm con mới vô. Lên lên. Đứng dậy. Đứng dậy con. Đâu, thưa ông Năm con mới tới. Ông Năm mới tới. Bà Năm. Có hai đứa cháu quý quá rồi. Rồi đây để giới thiệu cho khán giả có biết mấy Nhi. À, đây là bà chị ruột thứ năm, mình thứ 10. Đó, đây là ông anh Vệ đây cho ông Dượng Năm á tài. Đó. À, mai mốt đi vô đây là bắt gà nấu cháo ăn nha. Hai bà cháu mình đi về đây. Hai bà cháu mình đi về đây sẽ bắt gà vườn nấu cháo ăn, có bà Năm có một cái chòi. Cái chòi ngon lắm. Muốn đi tham quan không? Bây giờ là gà đá mình còn nhiều không? Nhiều. Đấy nè. Không để đi để mai mốt vô làm phim. Chị Năm hứa rồi đó nha. Vài bữa nữa anh Năm chở vô nha. Vô với Phát Tài thì làm caramel. Bà Mười với Ngân thì ngược gà cho bà Năm nấu cháo. Bà Năm nấu cháo cho ăn nha. Trang đi không? Mai mốt đi không? Trang ngồi xuống đây đi. Rồi bây giờ kêu mấy đứa làm nước uống coi. Trời đất ơi đâu kêu rồi kêu dâu coi đây đây kêu làm nước anh kêu cháu dâu làm nước cho dì Mừ uống đây kêu Năm ngồi đi để cho mấy đứa đó không kêu làm chút kêu nó tiếng là nó dạ quá rộng rãi luôn nha. Đi 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 tham quan nhà dì Năm coi. Đi Kim Ngân nói chuyện nhiều quá rồi đi dài dài đi. Dài dài nhà bà Năm nè con. Đó, rất là rộng rãi ở vườn ở quê mà nhà rất là rộng rãi sạch sẽ. Đó, mai mốt đi vô dì Năm là bắt gà nấu cháo nè. Ồ. Đúng rồi. Đó, dì Năm có nhãn là 50 năm hả mấy chục năm chị Năm? 30-40 năm nhãn của dì Năm rất là ngon. Đó gà gáy đó. Dì Năm mua nuôi gà đá là mấy chục con luôn. Bây giờ đâu có trái hả chị Năm? Mới quẳng tay. Rồi, ít bữa nó vô làm cho phim nó nha. Cho nó lên và đúng đẹp lắm mà. Rất là rộng rãi nha. Nhà dì Năm rất là rộng rãi cơ trời. Quá rộng luôn. Không sao, trời mưa mà ở vườn ở quê thì phải vậy thôi chứ. Rồi vô tham quan cái nhà bếp bà Năm coi tài ơi. Ơi. Cái nè tao mở mấy tính nở để làm sẵn này cho bà cho bà Mười bà vô chút nè. Vậy đó nghe thôi không sao đây nè. Pha cà phê đồ giấc sáng gì đó ngon rồi. Ở quê ở vườn mà nhà cửa gì là ngon. Rồi thôi giờ để bữa nào đi rồi
làm nước con, làm nước lẻ đi hai bà cháu. Ừ, làm nước cho bà Mười uống coi. Muốn muốn cháu dâu pha cho bà Mười nghe. Ngân thấy vui không con? Nếu mà nói từ đây về sau mà con theo bà Mười con làm phim là mỗi ngày mỗi vui á. Rồi. Tắt cái rồi đó, dài nha 5 chị 5 ơi. Rồi. À. Rồi tới rồi tới. Trời ơi, vừa của chị Năm kìa. Ôi quá trời luôn nha. Vừa uống còn ngon hơn nữa. Thôi đi. Đi gần bà Mười nè. Trang, Trang. Trang vô Trang sao nâng mẹ nè Trang ơi. Rồi, tắt đi coi. Rồi. Giờ đã bắt đầu thăm dì Năm rồi thì về lên xe về luôn nha cả nhà mình ơi. Ơ cái nhà này ngân nhà thấy cái nhà của bà Mười ngày xưa đẹp không? Nhà này gọi là nhà truyền thống luôn nha. Rồi tới bây giờ về luôn cả nhà mình ơi. Đi thăm dì Năm rồi về luôn rồi mà con vô đi. Vô vô mấy đứa. Rồi bây giờ là về nha mọi người ơi. Hai ba ba bye bye đi à, tính ở lại chơi với mấy chú. Rồi ở đây là còn ca hát nghe cả nhà mình ơi. Rồi đi.